Hi hey, xin chào mọi người. Uh, hôm nay Tiến sẽ chia sẻ cho anh chị em cái thông tin mà uh, anh chị em uh, nên tranh thủ tận dụng cái uh, đợt ưu đãi đợt này để anh chị em uh, mua thêm cái um, token của EOA nhé uh, trong cái thời gian vừa qua thì uh, công ty uh, <laughs> đã chia cái token EOA này cho tất cả nhà đầu tư mua gói mới bắt đầu từ ở ngày mùng 2 tháng 11 đến ngày mùng 10 tháng 2 thì thời gian vừa vừa qua thì công ty đã trả cái token giá uh, cái tỷ lệ rất là cao 0,038 tốc uh, token một cổ phiếu như vậy là rất là cực cực kỳ là cao anh chị em à. <laughs> mình uh, thực ra thời gian vừa qua thì em cũng nhầm mất cái uh, cái đấy do vậy là rất là phí khi mà em trả các cái gói trả góp của em là hơn một triệu cổ phiếu nhưng mà mà mình nhận được một ít token ở cái gói mới nhỏ 100 đô đã mua 10 gói mới thử rất là lãng phí thì chắc là một số anh chị em thì anh chị em nào có trả góp thì hoặc là gói mới thì anh chị em đã được tặng đó rất là phí thì cái ở thời gian này thì công ty vẫn đang cho chúng ta mua cái mã token với giá của vòng price Chelsea lần 3 đây tôi chết rồi một bán mã thông báo EOA đã đóng rồi Vết tinh khóa 18 tháng như vậy là cái chương trình này đã hết rồi anh chị em ạ đấy tiến mới về mới hôm qua ngày hôm nay là đã bán đã hết bắt đọc hết một cái token cần và thì tiến nói sơ qua một chút cho anh chị em lưu ý là cái những anh chị em nào ở anh em đẩy cái góc bên phải màn hình có cái chữ ai hoa cả vị tiến có 25.740 thì sau này công ty sẽ cho chúng ta làm khả năng sẽ cho chúng ta khóa và À, cho vào farming stacking cái 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 đồng IOA này bởi vì là những người mà chúng ta mua cổ phần của DZU thì sẽ à, khóa lại là 36 tháng à, sau cái TGN này, sau cái đợt quảng bá và ra thương mại đấy là như vậy là có một còn một đợt nữa à, công ty dành 10 triệu 10 triệu cái token này của công ty để chia của các nhà lãnh đạo để chia cho cộng đồng của nhà đầu tư đi có sở hữu cổ phần doanh nghiệp của đi và qua mấy đợt thì công ty đã chia là được 9 triệu rồi còn một triệu nữa các bạn vẫn còn cái cơ hội lần sau thì tiến chắc chắn là sẽ bắt đầu có một cái dịp nữa thì có một cái đợt nữa thì anh em có thể là căn cứ vào thời gian lúc thời điểm đó thì chúng ta quyết định đấy còn ở đây thì hôm nay là Tiến đã đầu tư cá nhân đã được 15.739 đô rồi. Cái dự án về DZU và trí tuệ nhân tạo và cái công nghệ blockchain này thì anh chị em phải hiểu rằng là tại sao Tiến lại đầu tư với số tiền cũng khá là cao phải không ạ? Với nhiều người thì số tiền này nó không là gì đâu thế nhưng với bản thân Tiến. Và một số anh chị em mà khi chúng ta đang là xây dựng khởi nghiệp và chúng ta đang tìm kiếm một cơ hội để uh, có một cái lượng tài sản lớn sau uh, vài năm nữa khi công ty IPO thì đây là một con số cũng đáng để chúng ta phải suy nghĩ hoặc là, Tiến muốn chia sẻ anh chị em những cái dự án mà Tiến cũng đã tham gia và uh, thực sự hoàn toàn tin tưởng vào cái dự án đi du này. Uh, Tiến đi tham gia với nó từ những ngày đầu tiên thì ở tháng 12 cuối ngày những cái ngày cuối tháng 12 năm 2019 và công ty DZU đã bắt đầu là gọi vốn và <laughs> triển khai về Việt Nam thì vào khoảng độ 20 đến 26 sáu tầm tầm tiến đăng ký thời điểm đó thì lúc đó cũng chỉ là nhận 500 cổ phần thôi. Và sau một năm sau thì um, khi quay lại thì dự án DZU đã phát triển tốc độ rất là nhanh anh chị em để ý rằng là với những cái công ty mà thuộc về công nghệ thông tin mà mà, mà liên quan đến cái lĩnh vực về về trí tuệ nhân tạo và công nghệ blockchain thì nó cực kỳ là hot và nằm một cái xu hướng một là một cái xu hướng rất là mới và nó là dự kiến đến năm 2030 nó cái doanh thu của cái ngành trí tuệ nhân tạo thôi riêng về trí tuệ nhân tạo thôi nó khoảng 15.700 uh, tỷ đô nhỉ, 15.700 tỷ đô, đó là một con số cực kỳ là lớn đó nhỉ. Và cái mảng về công nghệ blockchain nữa Ở à, công nghệ blockchain thì hiện nay là là cái thị trường vốn hóa của blockchain thì thời gian vừa qua đã là 2.000 tỷ đô rồi hơn 2.000 tỷ đô rồi thì dự kiến theo tiến khả năng thì đến năm 2000 một cái đợt tiếp theo nữa vào đợt bởi vì là thị trường crypto nó đi theo cái 4 5 năm một mà thì cái đỉnh tiếp theo có thể nó sẽ rơi vào tầm khoảng độ 5 đến 7.000 tỷ tỷ đô thì lúc thời điểm đó thì anh xem sẽ biết được rằng là gấy doanh thu của hai cái ngành lĩnh vực rất là hot. Và kể cả cái ngành crypto thì anh xem lý là hiện nay có một cái trend mới nổi lên đó là cái trend về trí tuệ nhân tạo. Thì ở đây anh xem có để ý có thấy không ạ? Đi chúng ta bắt đúng hai cái trend đó là về trí tuệ nhân tạo và công nghệ blockchain. Và ở những cái dự án về công nghệ blockchain kết hợp với trí tuệ AI đó là một cái trend rất là mới. Ở trong cái năm trong cái đợt tiếp theo 23 24 và hai năm sắp tới thì ở đấy anh chị em thấy nào tiến chia sẻ như vậy để anh chị em thấy được rằng là gì ạ là chúng ta là làm cái gì thì chúng ta phải có một cái suy nghĩ và tính toán và chúng ta phải đón những cái à cái, cái 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 xu hướng đúng không ạ? Chúng ta nên đầu tư vào những cái mà xã hội cần trong vòng 3 đến 5 năm, thậm chí là 10 năm, 20 năm sau mà 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 xã hội vẫn cần, đó chúng ta đầu tư vào đó là chúng ta đầu đầu tư theo một cái bắt bắt cái xu hướng Đấy. Thì những nhà những người giàu người ta sẽ có những cái tư duy đi trước thời đại từ 5 đến 10, 20 năm thì người ta sẽ dành cái số tiền của người ta đầu tư người ta đã có đầu tư thì người ta phải tính toán từ năm 10 năm anh chị ạ họ đầu tư vào những cái vị trí đó để tiền vào vị trí đó và khi đã cái xu hướng nó bắt đầu là nó có cái cái kết quả thì người ta đã trở nên giàu có và giàu lại càng giàu hơn và một trong những cái bí mật của tất cả những nhà à, giàu nhà tài phiệt thì À, anh chị em nếu như anh chị em có cái điều kiện mà chúng ta đã đọc qua những cuốn sách về 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 à, những cái đầu tư của ông Warren Buffett hay là những cái cuốn sách về dạy con làm giàu cũng như là về suy nghĩ và làm giàu thì anh chị em có thể thấy rằng là trong những cái tác phẩm này thì nó tựu chung lại về à, rất nhiều hàng trăm hàng nghìn những cái người giàu có tỷ phú hàng trăm năm nay, vài trăm năm nay họ đúc kết ra những cuốn sách đó và họ viết mà đến ngay đến thời điểm này và thậm chí có thể đời điểm sau cũng không bao giờ nó lỗi thời mà luôn luôn là một cái 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 chủ đề nóng bỏng để cho chúng ta là học tập và chúng ta tìm tìm hiểu học tập và làm theo. Thực ra nó một là một con làm giàu ông Warren, Warren Buffett ông nói là để mà làm giàu trở lên mà một cách nhanh chóng thì rất là khó nhưng mà để làm giàu một cách từ từ thì lại rất là dễ bởi vì cái khó ở trong cái làm giàu mà từ từ là chúng ta lại muốn luôn có một cái xu hướng cái xu thế là chúng ta muốn giàu nhanh trong vòng một là hai năm thậm chí là một ngày một đêm đó thì cái ở cái tư tưởng đó cái quan điểm đó là nó không 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 được các cái nhà tài phiệt những nhà giàu có trên thế giới này họ đi theo mà họ luôn luôn xây dựng một cái quá trình đầu tư là một quá trình đầu tư lâu dài mà đầu tư cả đời đầu tư cho các cái thế hệ tương lai con cháu người ta phải không ạ tất nhiên là tiến nói như thế không phải để là à chúng ta phải đầu tư vào dự án làm đi rưu, hay đầu tư vào dự án này dân kia tiến chia sẻ là chúng ta phải đầu tư cả đời chúng ta mới giàu được phải không phải mà nó phải có khoảng thời gian đầu tư tiến nói là ví dụ 5 năm hay 10 năm chúng ta giàu có mà chúng ta cũng xây dựng một cái uh, sự nghiệp về cái con đường và kinh tế của mình để cho các con cháu chúng ta sau này con cháu chúng ta cũng thể kế thừa sau đó Đấy anh xem em lưu ý như vậy. <laughs> thì đối với dự án DREW hiện nay thì uh, anh chị em biết là cái uh, hiện nay có một số cái sản phẩm thứ nhất DREW đã là đang ok rồi. Và DREW education cũng bắt đầu là cũng được rồi và bắt đầu hoàn thiện xong rồi. Và trong năm 2023 này thì DREW sẽ cho chúng ta một cái uh, sản phẩm thứ ba đó là cái sản phẩm uh, là eua.phi thì trong cái những cái video trước thì đã chia sẻ cho anh chị em về cái uh, cái sản phẩm eua.phi rồi phải không ạ đã sơ lược qua rồi anh chị em là có điều kiện mà thời gian rảnh muốn tìm hiểu thêm thì chúng ta có thể uh, truy cập vào uh, cái eua.phi mà chúng ta tìm hiểu vào đó À, chúng ta biết được là gì hiện nay là sản phẩm này được là gần 60 quỹ đầu tư vào rồi vào ạ? Họ dàn backer rất là khủng khiếp và một kẻ đúng một cái xu hướng là gì ạ? là là xu hướng giao dịch chuỗi chéo và mạng làm nền cơ sở hạ tầng cho các cái blockchain khác nhau liên hệ với nhau và cái dự án EUA này ra đời không phải là công ty Digil đầu tư và phát triển cái cái sàn sàn giao dịch này để chúng ta có một cái đồng coi hay có một cái sàn giao dịch để chúng ta là ở đâu mà đằng sau cái cuối cùng là gì ạ là xây dựng một cái uh, gọi là metaverse của Digil đến năm 2030 dự kiến như vậy còn chắc chắn là nó sẽ theo tiến nghĩ thì uh, nó sẽ hoàn thiện sớm thôi chứ không phải đến tận năm 2030 đâu bởi vì là uh, tùy thuộc vào cái sự phát triển của công ty thì với cái nguồn lực, nguồn vốn và kinh tế thì uh, với sự thành công của EOA thì tiến tin chắc rằng là nó sẽ đến rất là sớm thôi. trong tháng 2 này kết thúc tháng 2 này thì công ty sẽ hoặc là uh, sang đầu tháng 3 thì công ty sẽ kết thúc vào cái kiểm toán của cái cái uh, smart contract của cái EOA này và <laughs> đến cái năm uh, uh, tầm khoảng độ tháng 6 hoặc tháng 6 thì công ty sẽ bắt đầu đưa vào thương mại cái EOA này thì đó sau khi mà cái sàn giao dịch EOA này xong thành công thì chúng ta sẽ tiếp tục triển khai một cái sản phẩm tiếp theo mà hiện nay đang và đưa vào thử nghiệm rồi và cũng đang khá là ok à, đây là bật mí cho anh chị như vậy là cái 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 gọi là công cụ phân tích dự đoán ở đây thì nó cụ thể như thế nào thì công ty sẽ Uh, sau khi sản phẩm AOA uh, thành ra thì chúng ta sẽ 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 có và năm 2023 công ty cũng sẽ gì uh, ạ? có một cái quỹ đầu tư mạo hiểm là của riêng mình và bắt đầu là kết hợp với các cái uh, kết hợp với các cái công ty khác và vừa rồi thì sale Alexander 1 về Việt Nam và đã có uh, họp với và làm việc với các cái tổ chức cũng như là nhà những cái sale về phát triển với công nghệ blockchain ở Việt Nam và có thể là trong năm 2023 sẽ có những cái hợp tác uh, để để phát triển cùng phát triển cái quỹ đầu tư mọi hiểm này đó đấy thì đấy là một số cái thông tin thì muốn chia sẻ cho anh em anh xem lưu ý là cái dự án uh, Dizul là một Dizul là một công ty công nghệ thông tin nhá uh, quốc tế và uh, có trụ sở chính ở nga Moscow và nga và uh, có thành lập hai công ty con ở uh, Cộng hòa SIP là thuộc Liên minh Châu Âu uh, và chấp hành theo luật pháp của Anh đó là Dizul Financial họ uh, đi và Holding <laughs> hai công ty như vậy đã được cấp phép và uh, cấp mã chứng khoán cho chúng ta để chúng ta bán cổ phần theo cái hình thức là co funding. Đấy và trong cái 3 năm qua thì công ty đã trả cổ tức lần 3 lần đúng không ạ? Đấy và hiện nay sản phẩm thì đã có rất nhiều các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo đúng không ạ? công ty đang À, hướng tới cái là trong năm 2030 các năm tiếp theo khi chúng ta xây dựng những quỹ đầu tư và chúng ta sẽ đầu tư vào các lĩnh vực mà công nghệ blockchain và công nghệ về AI về khởi nghiệp cũng có thể là gì đó, đầu tư góp vốn hoặc là mua lại công ty sát nhập và bán lại Đó là cái cách thức mà các công ty công nghệ thông tin à, hiện nay trên thế giới họ làm đó thì ở đây là cái sứ mệnh của DZU là gì? Sứ mệnh của DZU là gì? giúp những người bình thường nhất cũng được hưởng lợi là Kiếm tiền từ những các cái đóng góp cái thông tin cá nhân của mình Đóng góp cho công ty Và tất nhiên rồi những anh chị em nào đã sở hữu cổ phần của DZU Và chúng ta đã có được những cái mã token EOA giá trị rồi Thì chúng ta sẽ được hưởng lợi đầu tiên trước không ạ? Bởi vì chúng ta là những người đóng góp từ những ban đầu và hiện nay thì cái giá bán IDO theo công ty thông tin thì có thể là bán giá IDO sẽ là 0.1 đô và sẽ ưu tiên cái giá 0.09 đô cho những cái người mà tham gia test đấy và hiện nay cộng đồng của EOA là hơn 300 000 này nhá. nó rất là lớn do vậy nên anh chị em lý rằng khi anh chị em đã tìm hiểu và đã tin tưởng vào dự án review này thì chúng ta có thể là chúng ta hãy đầu tư và chúng ta xác định là chúng ta xây dựng một cái công việc làm thêm, làm thêm hay làm gì đó thì cho anh chị em lưu ý và với Tiến thì khả năng kinh tế của mình nó còn hạn hẹp thì Tiến muốn chia sẻ những cái video như thế này và cũng là một cái cơ hội để có một cái nguồn thu nhập và chia sẻ cái cơ hội tốt cho anh chị em và anh chị em cũng có thể là chúng ta gì lấy những cái video của Tiến này để chia sẻ cho người khác và và hướng dẫn người ta cách đăng ký tài khoản thì anh chị em nào được nghe cái video này thì anh chị em cũng có thể là gì liên hệ với người chia sẻ video và họ sẽ được cung cấp cho đường link cho chúng ta đăng ký và chúng ta nhận cổ phần tặng trong cái video này, nếu như anh chị em nào mà chưa có tài khoản DZU thì à, Tiến ở đây Tiến có 500 cái cổ phần tặng của DZU thì Tiến sẽ tặng cho 5 người à, đăng ký và liên hệ với Tiến sớm thống nhất từ ngày bắt đầu từ buổi video Tiến đăng lên và anh chị em sẽ có cơ hội chúng ta nhận thêm 400 đến 500 cổ phần nữa khi chúng ta làm các cái nhiệm vụ đúng không ạ và những anh chị em nào mà chúng ta bỏ qua review thì chúng ta có thể nghiên cứu và tìm hiểu lại tìm sâu hơn bởi vì chúng ta chỉ nghe thôi nhưng chúng ta không tìm hiểu thì chúng ta chưa biết được cái giá trị như thế nào nhưng các anh chị em cứ nhìn thấy cái số lượng cổ phần của tiến kia và chúng ta cứ nhìn anh chị em cứ nhìn cái cái cái, cái số tiền tiến đầu tư Ở đây thì anh chị em sẽ biết rằng là là làm là nó như là 15.700 đô và khi tiến hoàn thành xong trả góp thì nó rơi vào tầm khoảng độ 16.000 đô thì anh em ý là không ai bỏ 16.000 đô hoặc có 16.000 đô ra là để chúng ta mua cổ phần một doanh nghiệp đâu mà chúng ta đưa vào cái chế, cái chế độ là đánh bạc 50 50 đâu chúng ta phải nhìn anh xem em mọi người trong tiếng có câu gọi là ngành lực lượng có tiếng có câu gọi là gì hành động người cán bộ là mệnh lệnh không lời người chiến sĩ không? dù có cho anh có nói hay nói tài như thế nào chăng nữa nhưng cứ nhìn cái đầu tư cá nhân này, anh chị sẽ biết được là cái dự án có độ uy tín và tiến nó xác định nó như thế nào rồi đúng không ạ thì kết thúc cái video ở đây thì tiến cũng xin chúc tất cả anh chị em chúng ta có một cái <laughs> sức khỏe và chúng ta Uh, có được những cái cơ hội tốt và chúng ta nắm bắt được những cơ hội tốt và chúng ta chia sẻ được thật nhiều cái uh, cho cho cơ hội tốt cho những cái người mà bạn bè của anh chị em và những người thân của anh chị em để chúng ta nắm bắt được cơ hội này là chúng ta có cái cơ hội chúng ta thay đổi cuộc sống của chúng ta trong những cái thời gian tiếp theo xin Uh, tạm biệt tất cả anh chị em và hẹn gặp lại ở trong cái video lần sau và những anh chị em nào mà chưa đăng ký kênh thì anh chị em có thể đăng ký ủng hộ kênh và uh, giúp tiến phát triển kênh xin chào tạm biệt tất cả anh chị em và tiến để được link ở dưới video anh chị em nhớ lưu ý là tiến những anh chị em nào mới xem mới video này thì tiến có 500 cổ phần thì sẽ tặng anh chị em 5 người Đó, mỗi người 100 và anh chị em phát triển thêm nữa xin chào tạm biệt tất cả anh chị em